chồng em trồng lúa mới cho ngày mai năng suất tăng nhanh mùa vàng em gánh à, mùa vàng em gánh cho quê mình ấm no. Kìa Thu, hôm nay em ra đồng sớm vậy? Còn anh, hôm nay anh đi đâu mà sớm vậy? Vì ngày hôm nay anh phải đi làm sớm hơn mỗi ngày. Còn nhiều hồ sơ xin giải vốn vụ mùa đông xuân nên phải nhanh chóng kịp thời giải quyết nguồn vốn. Sao ở tổ em thì chậm, hay anh có cảm tình ở tổ khác nên làm nhanh hơn? Em đã hiểu lầm rồi, ngân hàng nông nghiệp là bạn của nông dân nên quyết lòng giúp vốn cho nhà nông sản xuất, cho đồng lúa chở gạo ngày thêm thăm canh tăng dù cho cây lúa quê hương tươi mượt xanh màu. Em nhớ chăng em những lúc cơ hàng, đó là những năm đầu mới giải phóng cây lúa trên đồng trắng với thời gian. Đất nước mới vừa thoát cảnh đau thương chưa được nguồn vốn đủ đầy cho cây lúa. Mùa vụ mấy năm nay quê mình đều trúng, trong đó có phần nhờ ngân hàng giúp đỡ. Vàng bạc nha, được cuộc sống ấm no mới có ánh điện về thôn xóm, có con đường đá đỏ lượn dưới hàng me là công sức của tổ lúc nào cũng trễ, nên bà con than phiền làm thủ tục khó
tổ và vài tổ tiên để nợ thành quá hạn, cho nên vài cá nhân mà làm ảnh hưởng nghiêm chung. Vậy ngân hàng đã giúp vốn, khi đến hạn thì bà con nên trả đúng, để kỳ sau trả vốn cho kịp vụ vào. Tiên hiểu rồi thì đã